Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Đấu và Tùng và đến với những game đấu ở tại khu vực đứng trên của Sao Chamber. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giao án giữa Seth cùng với Sion. Game đấu này thì Sion sẽ có một trick rất là đặc biệt nhưng mà Sao Chamber vẫn có thể xử lý kèo này một cách ổn thỏa và để xem Sao Chamber đã xử lý kèo này như thế nào. Let's go! Ok. Cơ động một, các bạn thấy là Sion nó bắt đầu chặn lính này. Nó chặn lính nó không phải để farm đâu anh em nhé. Nó chặn lính để giữ cái đợt lính này ra phía sau và khiến cho đợt lính của Sion nó sẽ tràn trụ. Sau đó thì nó sẽ di chuyển vào. Sao Trâm sẽ phải ăn lính dưới trụ như thế này đây. Đợt lính đã tràn trụ. Đây là mong muốn của Sion anh em nhé. Và tất nhiên đợt lính này nó sẽ là 12 con chuẩn bị di chuyển vào trong trụ của Sion. Đây là cái trick rất giống cái trick của Nasus hôm trước anh em ơi. Và Sion, à yeah. 6 con Sao Trâm lại hit được có một anh em ạ. Con đầu tiên thì khó rồi nhưng mà con đợt lính 5 con còn lại Sao Trâm lại hit thì có một con thôi anh em ơi. Nó stack được lính 12 đánh 6. Và Sion cướp được một, nó sẽ cướp con bùa đỏ anh em nhé. Nó sẽ cướp con bùa đỏ của Nidalee đấy. Đây là một trick rất hay của những boy one charm Sion. Mất một con rồi này. Nó tele lại vẫn còn đợt lính 11 con và nó sẽ có kinh nghiệm từ con bùa đỏ. Đây, có cái bùa đỏ đây. Bùa đỏ của Nidalee đã bị cướp rồi anh em nhá. Đợt lính 11 con này. Đợt lính 11 con này con Sion nó có thể đợt lính 11 con này con Sion nó có thể lên gần level 3 anh em ạ. Nó sẽ lên 3 trước cả con set của Sao Chamber đấy nhỉ. Một con lính đổi lên một con bùa đỏ luôn luôn lời. Nó mất dịch chuyển sớm thôi. Đây, đợt lính này nó có thể lên 3 trước cả Sao Chamber này. Đây là game đấu diễn ra cũng đã khá lâu rồi. Một con lính nó lên level 3 và sau đó thì Sao Chamber đang bị gank ạ. Cố gắng ăn lính để lên 3 đến từ Sao Chamber và có W, bị kiệt sức rồi. Sát thương của Sao Trâm đã bị giảm đi tương đối đáng kể trong pha này và đó là tình huống Nidalee đã xuất hiện bất ngờ tại khu đứng trên khi mà mất bùa đỏ. Chiến công đầu dành cho Nidalee. Nhưng coi chừng con Sion đấm đau nha bạn ơi, Sion đấm đau bạn ơi. Chạy bạn ơi. Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Một máu đến từ vị trí của Nidalee và Thalia đang có định lên ăn hai bùa của Nidalee nhưng mà bị bắt lại bởi Sao Trâm và đó là mạng dành cho Sao Trâm với hai bùa. Tình huống xử lý của Sion là rất hay và các bạn thấy là con Thalia nó đã có tính toán rồi. Pha này mà Nidalee farm người đá anh em ạ. Pha này mà Nidalee farm người đá là Sao Trâm có thể là gặp nguy hiểm tính mạng đấy nha. Pha này thì Sao Trâm đã xử lý rất là tinh quái bằng cách là ăn con lính đánh gần này cho nó yếu máu đi, sau đó flash E vừa làm choáng hai người vừa ăn con lính lên 3 để có W anh em nhé. Và cộng W càng sớm càng tốt. Cái kiệt sức này là một kiệt sức rất là khó chịu khiến Sao Trâm không đủ sát thương để có thể dứt điểm ngay một thành viên phía bên kia, nhưng mà với cái W được cộng ở cấp độ 3 thì Sao Trâm vẫn đủ đam để ăn chiến công đầu cùng với tình huống xử lý và là hơi sai lầm đến từ Thalia. Đã khiến cho tình huống này là một tình huống mà team Sao Chamber vẫn có lợi thế trong tình huống 2v2 thắng. Đợt lính cũng rất đẹp luôn, Sion không có tele anh em nhé. Đợt lính đẹp không có tele và Sion chắc chắn sẽ có đợt lính khá to. Cái ý đồ tấn công của Thalia là rất hay bởi vì nó biết được rằng con Sion sẽ lên 3 trước. Nhưng mà Sao Chamber đã xử lý một pha lên 3 cũng rất là tinh quái bằng việc là làm mềm con lính đánh gần tiếp theo để có thể vừa kết hợp một cú song thủ trưởng hai người làm choáng mà vừa có thể lên 3 sau con lính bị chết. Một pha xử lý biến số rất hay đến từ Sao Chamber. Nhưng mà trước đấy phải có lời khen cho con Sion One Charm này nha. Cái trick xử lý cấp độ 1 đấy là nhiều khi nó vừa né được cấp độ 1, con nó 4 bình máu anh em, có Sion 4 bình máu anh em ơi. Đợt lính này khá to. Quyết định last hit trước đến từ Sao Chamber chăng? Xong thú trưởng làm choáng, last hit. Ok, last hit con Sion chắc là nó bỏ mạng rồi đấy ạ. Nó bỏ mạng ăn giáp trụ đầu tiên rồi đấy anh em ạ. Nó chấp nhận chết luôn ạ. Vẫn đang là đợt lính tràn trụ, nó vẫn giữ lính của Sao Trâm phía sau anh em thấy không ạ? Và đợt lính nó luôn luôn là đợt lính tràn trụ, nó ăn một giáp trụ kịp kìa. Đợt lính của Sao Trâm đã tràn trụ tức là nó sẽ có dấu hiệu đẩy ngược trở lại thôi. Còn Sao Trâm đang tập trung lát hit. Ok, con xe rồi này. Ok. Một giáo án Sion fit to win. Có hơi hướng của đờ bao. Nhưng mà để con xe ăn hai mạng này là hơi mệt nha. Và vì có thể nó đứng ở phía sau trụ để nó chết thế nên là nó giữ được lính lại và nó sẽ khiến cho đợt lính của Sao Chamber sẽ đẩy vào trụ của nó. Nó chết xong nó đi bộ lên thì nó vẫn sẽ đón được một đợt lính. Để xem nó lên đón được bao nhiêu con anh em nhé. Đây, nó lên vẫn đón trọn vẹn anh em ạ. Vẫn đón được tương đối nhiều lính. Còn Sao Chamber thì đang bỏ qua con Sion né cú nện, sau đó thì đấm trụ với hai bùa vẫn còn dưới chân. Giáp trụ trở lại dành cho Sao Chamber. Ok. Cái E phải giữ lại để E đứt. Ok. Cái E con set này có thể ngắt được cả Q của Sion nữa. Kèo này là kèo mà các bạn, nếu con Sion không xử lý cấp độ 1 như vậy nó sẽ bị thua lane hoài. Nó sẽ bị thua lane từ level 1 luôn anh em ơi. Thôi xong rồi, hơi khó rồi. Chưa có W anh em ơi. Cố gắng ăn nốt hai con lính cho nó reset trụ nào.
Còn e đúp. À. Cố gắng ăn nốt vài con lính đấy cho nó xong wave rồi về thôi anh em, nhưng mà không về nổi rồi. Bị shut down rồi anh em ạ. Một cái dây thép gai chăng? Không. Mua trường kiếm cùng với giày thường đi lên cho nó nhanh. Lấy giày thường đi lên khu đường trên để đón lính anh em ơi. Rất khó chịu, lối chơi này là lối chơi mà nếu các bạn có xem The Bow nhiều sẽ biết là thanh niên đánh mặc dù nhìn cây đây thì hơi xấu nhưng mà cũng là một lối chơi mà các bạn có thể tham khảo cho những người thích chơi những lối chơi dị. Và sao cho mừng với cái lối lên đồ như thế này, thực ra có thể biến tấu đi đi thành nhiều trang bị khác nhau anh em nhé. Với những trang bị thành phần như vậy, bạn có thể lên gươm suy vong hoặc là bạn có thể lên sát lực. Nhưng mà tôi nghĩ là game này ám muội à? Đang ping vào cái ám muội nhưng không biết có lên hay không. Và máu trụ của sao cho mừng sau 6 phút mất nửa cây rồi. Nửa cây máu trụ sau 6 phút. Đó là cái sự khó chịu của con Sion khi mà nó đánh theo kiểu fit to win. Nó vẫn có lính, nó vẫn sẽ có kinh nghiệm, nó vẫn sẽ có giáp trụ. Nó fit hơi nhiều một chút nhưng mà nó vẫn tanh được, nó vẫn khỏe. Cái tình huống nó chết được cái cấp độ 1 sau đó nó ăn con red các bạn. Và cái tình huống nó về nó mua thêm 4 bình máu nữa, khả năng trụ đường của nó rất là ghê nhưng mà sau đó thì sao cho bằng xử lý cấp độ 3 ghê quá nên là con Sion nó vẫn chết. Đặc biệt là Nidalee cũng đã biết bỏ bãi người đá lên cover cho tình huống vừa rồi. Sion 04 rồi anh em ạ. Một tình huống xong, thú trưởng ngắt thành công cú nện đến từ đối phương và lấy đi khoảng chừng nửa cây máu của Sion, nhưng băng trụ liệu rằng có được hay không. Chưa có W anh em ơi. Đợt lính chuẩn bị tràn trụ là lính cực kỳ to. Kể cả Sion có chết nó vẫn còn nội tại để ăn lính anh em nhé. Rồi vòng ra phía sau cú nện. Đó là 4 đòn liên tục cùng với chiêu cuối. Còn E luôn anh em ơi, E dứt điểm, còn W này. Con Sion vẫn đón được lính anh em nhé. Nó vẫn đón được đợt lính đấy tương đối nhiều CS và nhiều kinh nghiệm. Có thể lát hit thì không được nhiều nhưng vẫn có kinh nghiệm cho con Sion. Nó sự khó chịu của con tướng này, mỗi lần nó chết thì nó vẫn có thể đón kinh nghiệm rất là tốt. Và đây lại dịch chuyển lên farm tiếp này. Nó đã hồi dịch chuyển sau tình huống dịch chuyển khá sớm ở cấp độ 1. Xong thú trưởng làm choáng, trừ lại một con lính để làm choáng Sion và sau đó thì bồi thêm sát thương lấy khoảng chừng 1/3 cây máu của nó mà thôi. Ây da, phiền thế nhờ. Talia lên cao liên tục, né quang địa chấn tốt đến từ Sion. Sion level 6 rồi anh em ơi. Né cú nện tốt rồi này. Xong thú trưởng, còn. Nhưng tôi đồ ra không đủ đam. Có Nidalee, có Nidalee anh em ơi, giết Talia trước vậy. Ui, exit rồi, W. Talia đã tốc biến né khỏi cú W vừa rồi và Nida cũng quyết định rút lui khi thấy rằng Sion đang gồng cú quy trong bụi cỏ. Hồi máu lại cho Sion. Với cái nội tại con set thì máu hồi lại cũng sẽ đủ để đón được lính này thôi, trừ khi bị chết. Và như vậy sẽ là tình huống rút lui đến từ cả hai bên khi mà Kiana đã lên thì quyết định đưa ra đến từ Sion cùng với Talia là té. Nó thành một kèo đấu mà con Sion nó có thể lên level 3 trước và có được rất nhiều máu trụ. Pha bớt down đến từ Kiana nhưng mà sát thương chưa đủ để dứt điểm vị trí của Talia. Kata lao lên dồn sát thương cực kỳ đau với Thiêu Đốt và đã có mạng dành cho Katarina rồi, còn tốc biến được sao cho bằng tốc biến đánh tay với hai cú quy. Cuồng thú quyền không gây được sát thương chuẩn và sau đó thì hai bùa cho Kata rồi. Một đổi hai, Talia đổi mạng cùng với Sachemon cùng với cả con Kiana nữa. Và Nidalee vẫn còn trừng phạt nhưng mà có dám xuống hay không đấy ạ. Ây à, ok gỡ được một mạng, có assist cho Sachemon, hay rồi, hay rồi. Gỡ thêm mạng nữa đi bạn. Sion hết mana rồi, phóng lao chúng là phi thẳng vào đơm luôn đi bạn ơi. Vẫn là hấp huyết, không phải là sát lực anh em nhé. Vẫn đang đổi tới đổi lui nhưng mà đang cân nhắc xem lên sát lực hay là lên hấp huyết anh em ạ. Và quyết định cuối cùng vẫn là hấp huyết. Và sau đó thì Nidalee trong một tình huống đánh từ nhà đến trường thì giết được con Sion rồi. Sion nằm xuống 6 lần trong game đấu này và tận dụng độ tạ ăn được thêm vài chỉ số lính nữa. Với lối chơi như vậy thực ra là con set này sẽ không out level được con Sion nhiều lắm đâu. Mất nửa cây máu trụ rồi kìa. Cái việc mà proxy lính hay là cái việc mà bạn sử dụng những cái trick level 1 như vậy nó giúp cho các bạn trải qua được những cái level đầu rất là hay. Hôm trước mình cũng đã từng làm cái kèo mà Darius ở đầu cùng với Nasus và con Nasus cấp độ 1 nó cũng có cái kèo xử lý khá ổn. Đó là những cái trick rất là hay anh em nhé. Và Sion không có tay le thì nó dùng luôn chiêu cuối lên tốt để đón lính này anh em ơi. Khó chịu vãi. Vẫn ăn được con xe. Ô Sion chiêu cuối ra mid ạ. Tôi tưởng Sion lên top để đón cái wave này chứ. Chiêu cuối ra mid thế này là mất rất nhiều giáp trụ đấy nhá. Giết được Kiana và bồi thêm một con sứ giả đến từ Sion để Katarina xanh ạ. Và trụ một toàn bản đồ thuộc về cho Sion với cú húc đến từ sứ giả.
Nhưng mà trở lại hướng trên thì cũng đã mất đi tương đối nhiều cái giáp trụ rồi. Nó mất cả chiêu cuối rồi anh em ạ. Bốn đòn liên tục. Và chiêu E đúp chiêu cuối ra. Rồi Sion đi. Đó là đánh tay trái phải, bật quy trái phải và sau đó thì dồn sát thương với E đúp, sau đó chiêu cuối dứt điểm anh em nhé. Phan đang tính lao lên E xong rồi giết con Thalia nhưng không được rồi, hết lính rồi. Đợt lính tiếp theo sẽ là đợt lính mà Sao Trâm Băng có được trụ một khu đứng trên đối phương với trọn vẹn là 5 giáp trụ dành cho cá nhân Sao Trâm Băng thôi, nó không chia dành cho bất kỳ một thành viên nào bên phía team Sao Trâm Băng cả. Còn cánh dưới thì vừa rồi là tình huống 2 đổi 2. Thalia vẫn đang còn ở khu đứng trên, Sao Trâm Băng hết E rồi, dính quang địa chấn nhưng còn W. Một cú W tạo giáp và sau đó thì Quy lao lên, có E hấp huyết rồi đấy anh em ơi, E hấp huyết, đánh tay hai đòn chết. Không cần thiêu đốt, Sion di chuyển ra nhưng mà chắc là mất cả trụ rồi. Sion nó cũng mất chiêu cuối ra mít hồi nãy rồi anh em nhé. Và gần như không có sát thương, Sao Trâm sắp hồi hấp huyết rồi, còn W. Đi kiệt sức, W 388 sát thương chuẩn. Đấm tay liên tục và E hấp huyết E, thiêu đốt đánh tay trái phải, nice. Mạng thứ 7 cho Sao Trâm rồi. Kể cả như vậy thì kèo này vẫn đang lệch tới 2 level anh em ạ. Xui cho bạn là bạn gặp ngay set của Sao Trâm thôi. Xui cho bạn là bạn gặp ngay một thanh niên đánh con set này quá ghê. Sao Trâm đang bị vấn đề gì đấy, muốn quit game để reset lại à? Đây là trận đấu diễn ra cũng cách đây cả nửa năm rồi. Tả ra chúng ta chuyển xuống xoài. Ở Lucky này là bức rank kim cương em nhé. Tôi cũng biết là server nào thôi. Khi reconnect lại thì ping của Sao Trâm còn lại con số 12. Mua cho mình đó là một cái giày thủy ngân cùng với một cái dìu tia mát. À như vậy là sẽ ra kích giảm ping. Ra kích cái giảm ping cho nó xuống ping một chút, 13 ping. Trước đây là 50 mấy ping anh em ạ. Bây giờ để xem Sao Trâm sẽ xử lý như thế nào ở tình huống sắp tới. Chắc là vẫn bám farm khu đường trên theo những giáo án thông thường để farm trụ 2-600 thôi anh em ơi. Thời điểm này lang thang ra mid thì cũng chưa biết là có thu được cái gì hay không. Cứ bám farm đường trên cho nó tốt, vẫn là ra đi đường mà. Sion bên kia thì có cho mình một cái búa tiến công. Tần này một búa tiến công thì nó cũng không có nhiều giá trị lắm khi mà đánh với kèo để lẻ. Khi mà đã thua nhiều con set đến như vậy. Và các Sion căn bản lúc này khi mà đã mất trụ 1 rồi thì nó chỉ lang thang để nó đi ganh thôi, chứ còn để mà con Sion này chạm trụ của Sao Trâm Băng là không thể nữa rồi. Như vậy chỉ mất tầm khoảng chừng nửa cây máu trụ đường trên. Sau những tình huống bán mạng đến từ Sion thì ăn được nửa cây máu của Sao Trâm Băng. Nó vừa di chuyển ra mid anh em ạ, con Sion vừa di chuyển ra mid lộ tầm nhìn rồi. Và Sao Trâm Băng sẽ có khoảng trống rất lớn khu đường trên để có thể ăn giáp trụ. Cú nện đến từ vị trí của Sion để có thể dọn lính, bị đấm rất đau ạ, tanh trụ luôn anh em ạ. EW sát thương chuẩn, chiêu cuối dứt điểm và sau đó đi ra. Sion vẫn đón được lính thôi, vẫn dùng được tài để đón lính thôi. Còn Sao Trâm Băng thì vẫn sẽ đứng ở khu đường trên để hướng tới cái trụ 600 này. Cánh dưới vẫn đang đánh nhau ICL và Kata đang có vẻ là hơi xanh nha, Kata 7 xác rồi anh em ơi. Xong cái trụ này là bao nhiêu tiền đấy ạ? Đó là 1.600 tiền. Về farm thêm cái blue nữa. Còn nguyên cái blue anh em ơi. Hơi tiếc là không còn cóc hay là còn sói, chứ nếu không thì farm ba bãi. Thực ra đồ này farm cũng nhanh mà. Đây là những cái tình huống snowball rất cơ bản. Nếu như các bạn có xem Sao Trâm Băng nhiều, là đẩy trụ top ăn trụ 2 và sau đó thì cướp hết rừng bùa xanh đối phương, và khi đã xong trụ 2 ở đường trên thì sẽ suy nghĩ đến việc là ramming nhá anh em nhé. Bởi vì trụ 3 thì thứ nhất là nó mạo hiểm, thứ hai nữa là thực ra là ăn trụ 3 thì nó có thể hình thành những đợt lính hơi cao và ăn nhà lính sớm thì dạng không có lợi lắm. Đợt này thì chắc là vẫn lên đường trên đẩy xong đợt lính vào trụ 3 sau đó thì chuyển ra mid thôi. Vừa rồi là tình huống mà Kiana đâm vào rất sâu trong trụ đối phương và chết ở trụ 2 rồi. Đợt lính mà Sen chuẩn bị đẩy vào là đợt lính khá to anh em nhé. Và cánh dưới cũng chưa có rồng nữa. Một phút nó có rồng này các bạn ý này, một phút nó có rồng này. Phan lao lên từ vị trí của Sao Trâm Băng nhưng mà xong thú trưởng trượt. Sen qua đó vẫn đi bộ về được, nhưng mà đây là con set cấp độ 12 sau 15 phút. Cấp 12 sau 15 phút và cầm hai đồ lớn rồi anh em ạ. Đồ này là các bạn nhìn giết nó không nổi rồi, 2.400 máu. Giết nó không nổi mà sát thương nó trả lại là quá lớn. Hai bãi trên vừa được hồi lại thì Nidalee lên ganh, lên farm luôn, lên cướp rừng luôn. Nhưng mà xong hai bãi này là Nidalee lên xuống cánh dưới nha. Hai bãi này Nidalee xuống cánh dưới ăn rồng là đẹp này. Hoặc là ăn sứ giả trước sau đó xuống rồng sau. Đây.
Con thấy là sao Chamberlain không tham đẩy đến trụ ba nữa đâu. Không tham đẩy vào trụ ba anh em ạ. Cái trụ ba cứ để đấy thôi. Mình đẩy lính vào, sau đó thì mình đi farm và hỗ trợ cho các clan khác. Đứng giữa có trụ dành cho Qiyana luôn rồi. Trở lại đường trên tiếp tục farm. Không có rừng cover. Bấm lồng đèn thì bị lướt qua tấm thảm và sau đó thì vẫn về được. Threat án tử cover hay và có mạng dành cho Kai'Sa, hay rồi. Cánh dưới đánh rất ổn rồi. Đứng giữa thì pha solo giữa Qiyana cùng với Kata nó diễn ra theo chiều hướng hơi tệ. Và Qiyana chết rồi, đấm con Sion tanh dưới trụ luôn à. Áp chế né luôn cả một cú nện. Bị chiêu cuối nhưng sau đó vẫn có sát thương chuẩn đến từ W. Đấm Kata đổi mạng đấy không, đấy tốc biến ngược trở ra đến từ sao Chamberlain. Mừng farm lính giữa hai trụ luôn không. Farm lính trong nhà chính đối phương luôn rồi. Kata không còn nhiều máu nữa, Nida đi lao vào và lấy mạng đối phương quét sạch. Bot 2 đánh 3 thắng. Qiyana mặc dù solo thua con Kata nhưng mà cánh trên sao Chamberlain quá khỏe và ăn mega sớm vậy bạn. Vệ xuất hiện rồi. Ăn trụ 3 té là đẹp anh em ạ. Còn nếu mà tham mega thì vẫn được nha. Ăn mega vẫn được thời điểm này bởi vì đối phương căn bản là không defend nổi. Một mình con Vayne tôi nghĩ là defend không nổi. Và liệu rằng sao Chamberlain có muốn ăn luôn không ạ? Phóng lao rất tốt và Vayne air flash chạy. Quyết định ăn mega luôn để xuống canh dưới ăn rồng và đó là mạng cho Nidalee, không có assist cho sao Chamberlain. Tính là Nida cũng xanh vãi ra. Talia chiêu cuối tính bắt vào người chơi lây rừng của team sao Chamberlain nhưng mà đi có vẻ là hơi xa rồi bạn ơi. Sứ giả vẫn hút được một cú nữa vào trụ bảo vệ nhà chính ạ, bật quy tiếp cận. Talia vẫn đang cố gắng thả diều nhưng mà quang địa chấn thì bị né cái nhẹ rồi. Nida vẫn lao vào nhưng vẫn còn đồng hồ để có thể bait. Kích quy đi bộ lên để tiếp cận và sau đó thì dứt điểm của Talia chết chắc rồi. Còn E còn R này anh em ơi. Một cú EW. Tiếp tục bật quy lao lên và cần thì chưa cuối luôn này. Né quang địa chấn cái nhẹ luôn. Vẫn đang vờn. Có Kata lên ạ, phiền thế. Có Kata lên anh em ơi. Ai giết nó không nổi rồi. Hơi nhây, hơi nhây anh em ơi. Hơi nhây bị giết ngược, bị shutdown rồi anh em ạ. Ủa kia nè, con Nida bị Kata giết luôn anh em ạ. Con Kata sao lên nhanh thế nhờ. Cái mega sớm này là team sao Chamberlain sẽ bị mất một đợt lính khá to khu đường trên anh em nhé. Từng đợt lính của đối phương đi ra thì sẽ bị đợt lính Thiên Vương Trùy nó tiêu hủy rất là nhanh. Đó, Qiyana one shot thành công con Vayne rồi kìa. Còn kiếm răng cưa nhưng mà pha này thì hơi khó về rồi. Bot Kai'Sa xanh anh em ơi, bot Kai'Sa farm tốt ghê. Tầm ranking cưa mà Kai'Sa farm được 160 CS ạ. Mà nó PK cũng xanh nữa, 6 xác. Thế tính ra game này có phải là nhanh rồi, game này chắc là không lâu lắm đâu. Tưởng là cánh dưới phít phít một chút thì game này còn xem lâu một chút, chứ gần game này mà bot đánh xanh như này thì game đó chắc không tới 30 phút. Có con Kata khá xanh nhưng Kai'Sa còn gì để chạy không bạn ơi. Kai'Sa đi rồi. Kata hơi khỏe một chút. Đứng lại để cướp bùa đỏ nhưng đây là vòng vây tìm địch, dính quang địa chấn bị kết án, bị CC rất giáp. Tiếp tục lao lên với cú EW. Ui! Đi rồi, lại đi thêm mạng nữa rồi. Rất xanh đến từ sao Chamberlain nhưng mà nãy giờ thì fit 2 xác rồi. Game có vẻ là dễ. À, tăng độ khó cho game à. Sion lại tiếp tục lao ra. Đây là con Sion fit cũng mấy chục mạng rồi. Gần chục mạng rồi. Tin sao Chamberlain bắt đầu hơi gãy gãy rồi nha. Hơi gãy gãy rồi. Ăn được 2 dầu chứ không là mất hết dầu nãy giờ rồi. Hơi chủ quan một chút. Phải đấy mà EW kịp là có một đứa đi đấy. Sát thương chuẩn thời điểm đấy khi mà đã phun nộ tầm 2.500 máu như này là rất nhiều các bạn ạ. Đường bên kia căn bản là trừ Sion ra rất mỏng. Mà thực ra Sion bây giờ nó cũng không đến mức gọi là quá trâu đâu. Nó chết trục xác rồi mà. Lại còn Warren Buffett đấy. Nãy giờ các bạn để ý không? Quay top với ăn mega xong giờ mất hết lính rồi. Sao Chamberlain mà đành phải đi xuống bot để farm. Và tất nhiên đi xuống bot farm thì Kai'Sa phải ra mid thôi. Mà Kai'Sa ra mid thì con Qiyana lại không còn đường đi. Con Qiyana nãy giờ là gần như AFK không có lính để farm. Đi PK thì gần thua thì còn chết nữa. Thì đấy là lý do vì sao mà trong chuyên nghiệp thì người ta không muốn ăn mega sớm là như vậy. Thường các bạn thấy tầm 15-16 phút mà có cơ ăn mega thì họ không ăn. Còn này đánh rank thì thoải mái đi các bạn ơi. Miễn là các bạn có ý đồ cho những đợt đẩy đường trên là được. Đó, đợt đẩy đường trên bắt lẻ được con Thalia rồi kìa. Nhưng khi ép được cả Baron nữa nên. Thêm một cái trụ nữa 600 dành cho sao Chamberlain.
phát lao lên 1v2. Kata lao vào coi chừng bị E làm choáng nha bạn ơi. Tiếp tục lao lên đến từ vị trí của Katarina. Có Vex nữa, EW hấp huyết đấm trái phải chiêu cuối. Ui chào, hoán nào. Chiêu cuối mà cái R sên rồi. Chiêu cuối vào ngay cái bất khả kháng cự ạ. Đẹp thế. Y tá bị khả thơ. Cơ chị. Chết ba mạng liên tục rồi. Team cầm Baron ra mid, PK và ít nhất là cũng được 1-1. Có thể pha vừa rồi cũng được gọi là câu kéo Baron đi ha. Hơi tiếc là không đổi được mạng với ai. Nhiều bên kia mất rất là nhiều tài nguyên để đánh với sao cho mừng rồi, nên là bây giờ PK mid thì ê, Vayne bắn đi bạn, có đam không? Vayne hồi máu nhưng Kai'Sa còn R anh em ạ. Ui, xử lý rất nhanh đến từ các cái player và đó là 1-1. PK căng nhờ. Khu đường dưới kia Na lao vào ăn ngay cái đồng hồ bết của Thalia và sau đó cút luôn. Đó, game bắt đầu hòa hòa mạng như này xem cho nó căng chứ. Game dễ quá thì xem nó lại bị một chiều. Lại là sao cho mừng lao lên với chiêu cuối tốc biến sẵn sàng. Kata lao vào EW nhưng mà chưa đủ sát thương anh em ạ. Kata vẫn còn E ra. Pha này mà bế con Saiyan trúng là cũng nhiều đam này. Con Saiyan được tầm 2500 máu rồi này. Đó, bế Saiyan nhưng mà đối phương lách khá nhanh và sau đó còn EW này. Đứt flash, E hấp huyết đánh tay và đó là double kill cho sao cho mừng. Đúng rồi, game nó phải khó tí chơi nó mới vui. Bị két mất triple rồi. Game nó phải khó một chút, PK nó mới phê anh em ạ. Đấm một lúc ba đứa nhìn nó mới mãn nhãn. Một tiếng dựng chiêu cuối rất là khó chịu đến từ Thalia nhưng mà căn bản là nó cũng không cản được đợt đẩy. Và cái vũ điệu đã hồi gần như là full cây cho Sachamung. Nó sẽ là một mega đứng giữa dành cho team Sachamung và tiện đường để ăn đường trên luôn được. Tiện đường có thể ăn luôn mega top anh em nhé. Đợt lính có Baron thậm chí đang có ý định end game với tình huống 3-2. Nidalee đang ăn rồng và Kai'Sa lao và bắn luôn ạ. Sát thương rất nhiều. Một cú W nửa cây máu của Vayne đã mất. Vayne dính án tử và chết ngay sau đó với sát thương đến từ Kai'Sa. Double kill cho Kai'Sa rồi. Vậy là game đấu sẽ kết thúc ở đây. Lính tràn trụ và có trụ bảo vệ nhà chính thứ hai rồi. Saiyan tung chiêu cuối ra trúng hai thành viên đối phương, Kata ra vét mạng. Sao Chamung vẫn rất cứng, E ngắt chiêu cuối đối phương và sau đó thì ô chưa E được rồi, chưa E được rồi. Kata phóng phi dao, bóng đen đặt bệnh xịt. Sao Chamung hết máu rồi, hấp huyết chưa hồi kịp cứu E làm choáng hai người. Hấp huyết không hồi kịp rất đen. Và sau đó chắc là chết hết rồi. Thôi, được con rồng 3. Được con rồng 3 cũng đỡ. Lại thế một đường đi xuống cấp với có 11 trụ thì team ăn hết 10 trụ rồi. Còn mỗi trụ boss thôi anh em. Lắp cái giáp thiên nhiên vào trong Kata xoáy mỏi lưng chơi nè. Ui, Kai'Sa xanh quá, Kai'Sa 3 đồ rưỡi. À tất nhiên thì sao cho mừng vẫn là 4 đồ nhá. Bạn Kai'Sa bạn đánh tệ đi một tí là game này có cái để xem rồi. Mới 24 phút rồi banh mega mất hết cả trụ này thì nội tiền từ trụ thôi nó đã tranh rất là nhiều tiền rồi bạn nhé. 10 trụ bạn tính bao nhiêu tiền lệch. Mấy ăn trụ lại à? Đang chờ cái giáp thiên nhiên cái. Chờ giáp thiên nhiên lấy 4 đồ ra PK cho nó phê. Tầm này với khoảng chừng 3.000 máu, gần 3.000 máu thì những cú cuồng thú quyền ở mắc nộ nó sẽ có thể cả 1.000 sát thương chuẩn. Let's go! 3.000 mốt máu rồi anh em. Sai bên kia không 11 rồi. Kata ăn được 15 sát và cũng đã 4 đồ lớn anh em nhé. Nó là Kata và sát thương Kata là hỗn hợp. Nó có cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép trong bộ kỹ năng của nó. Đồ này là đồ lên theo dạng AD này anh em này. End game thôi anh em ơi, on mid end game thôi. Đối phương chẳng có cái trụ nào để cản lại cả. Bây giờ đối phương không có trụ để mà giữ lưng PK thì cứ thoải mái thôi. Bóng đen đặt bệnh xịt, ui cái bóng đen đặt bệnh vẫn trúng kìa, ảo chưa? Vẫn trúng tuyến sau. Sao cho băng lao lên E trúng Vayne kết án, sau đó thì bị đấm phát. Chết luôn, anh em ạ. Còn cái W này, giữ cái E lại, giữ cái W lại để chờ EW anh em ơi. W 1.200 sát thương chuẩn vào người của Saiyan. E ngắt chiêu cuối, hấp huyết hồi máu lại, đấm trái phải liên tục và thiêu đốt luôn vào vị trí của Thalia. W không hồi kịp.
nhưng vẫn có mạng đến từ cú thi đốt và team phá nhà. Ủa, Kai'Sa với Kiena chơi game hạc thế các bạn. PK đi chứ hả? Kata còn nguyên giác thiên thần, còn full cây máu nhưng mà không gánh nổi game này rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu mà Sa Chơ Vâng đã gặp phải một cao thủ Saiyan có một cái trick rất là hay ở cấp độ 1. Cùng với cú dịch chuyển thì Saiyan đã có một cú proxy ở cấp độ 1 chặn lính, sau đó thì để từ tính của Sa Chơ Vâng tràn trụ. Đối phương thì còn 6 con như này thì Saiyan vẫn có thể về ăn con bùa đỏ. Saiyan vẫn có thể vào ăn bùa đỏ, sau đó thì đợt lính 6 con nó stack cùng với 6 con phía sau, nó thành đợt lính 12 con. Và con Saiyan nó chỉ mất một con lính đánh xa thôi thì phải, đánh gần. Con Saiyan nó chỉ mất một con lính đánh gần này thôi. Nó tay lên vẫn đón được 11 con anh em nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con xa còn nguyên. Nó chỉ mất một con gần thôi. Một con gần đổi kinh nghiệm với con bùa đỏ chắc chắn là lời rồi. Và nó có thể vượt qua được mấy level đầu rất là ngon đấy anh em nhé. Nó vượt qua được tầm 3 level đầu cực kỳ ngon. Nếu như kèo này mà không có đi lên thì các bạn tưởng tượng là con Saiyan nó vẫn sẽ lên 3 một cách thoải mái. Nó có tiền từ bùa đỏ nó ăn lên 4 bình máu. Và kèo này là một kèo chất tướng, có thể là con Set nó sẽ đứng trước lính, nó nâng E để nó ngắt cái Q con Saiyan. Và đứng trước 6 con lính nó đấm con Saiyan mất 3 con gần luôn á. Nó đấm ép kinh nghiệm 3 con gần luôn á. Nhưng mà Saiyan đã xử lý rất là hay và đây là cái trick các bạn có thể học được. Nhưng mà rất đen cho Saiyan là gặp ngay con Set top 1 thách đấu máy chủ siêu cấp nên là hơi ao trình một chút. Với tình huống xử lý hay nhất của cái game này là nó tình huống mà xử lý con lính đánh gần để lên 3 này anh em này. Nhìn con lính đánh gần, nhìn thấy con Thalia lên gank là phải đánh con lính đánh gần này liền. Và không phải đánh tay thêm một đòn nữa anh em nhé. Flash E hai người ăn con lính nó lên 3 là có W rồi. Có W được căn bản bên kia sẽ không đủ đam để giết con Set này ngay lập tức trước khi con Nidalee lên. Nidalee đã có tình huống nhìn khá hay để lên cover Sa Chơ Vâng, nhưng nếu không gãy mạng này là rất rất toa. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi game đấu của Sa Chơ Vâng và hẹn gặp lại anh em ở những giai đoạn khác. Bye bye.